Chiều ngày 29 tháng 7, đoàn kiểm tra Ủy ban Nhân dân quận kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, công tác văn thư lưu trữ, tôn giáo, tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban Nhân dân phường Nam Sơn. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân phường không nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân về giải quyết thủ tục hành chính. Tính đến ngày 11 tháng 7 ủy ban nhân dân phường Nam Sơn đã tiếp nhận và giải quyết 1.193 hồ sơ của công dân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 95%, số hóa kết quả thủ tục hành chính đạt 100%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 93%, 100% văn bản ban hành của ủy ban nhân dân phường được ký số. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân phường được niêm yết công khai. Ủy ban nhân dân phường đã tiếp 31 lượt công dân, tiếp nhận 6 đơn kiến nghị, phường đã giải quyết xong cả 6 đơn. 100% cán bộ, công chức cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, phương chủ động công khai minh bạch trong việc thực hiện chính sách pháp luật có nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của công dân, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn chấp hành các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Đoàn kiểm tra lưu ý Ủy ban nhân dân phường Nam Sơn cần thường xuyên ra soát các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân quận giao, triển khai thực hiện hoàn thành đúng hạn tuân thủ nghiêm túc quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001 2015 không để hồ sơ quá hạn giải quyết, ra soát các thủ tục hành chính, các văn bản mới ban hành để niêm yết đúng quy định, tăng cường lập hồ sơ công việc điện tử, đồng thời quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc.